Có nên làm trắng da bằng mỹ phẩm không? Thông thường, làn da của phụ nữ khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, không thể trắng sáng như làn da của chị em phụ nữ châu Á tại các nước có khí hậu ôn đới như Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, sở thích có được làn da trắng ngần như thiếu nữ Hàn Quốc lại đang là mốt được chị em phụ nữ yêu thích và không ngại tìm mọi cách đạt được với suy nghĩ càng trắng càng sang. Để thỏa mãn nhu cầu này, rất nhiều dịch vụ tắm trắng hay các loại kem tẩy trắng da đã ra đời với những hứa hẹn đầy hấp dẫn sẽ mang lại cho chị em làn da trắng hồng mịn màng sau một thời gian ngắn sử dụng. Tuy nhiên, nếu là người tiêu dùng thông thái, bạn nên cẩn trọng trước lời mời gọi đầy hấp dẫn này. Cảnh giác với chất độc trong mỹ phẩm làm trắng da. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mỹ phẩm làm trắng da được quảng cáo rầm rộ với công dụng làm trắng sau một vài lần sử dụng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, không có loại mỹ phẩm nào có thể làm trắng da sáng chỉ trong 5 đến 7 ngày như vậy. Thực chất, những sản phẩm này chứa chất tẩy mạnh, không chỉ tẩy đi tế bào chết mà còn làm mỏng những lớp sừng bảo vệ da. Do đó, da sẽ nhanh bắt nắng hơn, đỏ ửng lên và cuối cùng bị nám. Đặc biệt, một nghiên cứu gần đây ở phòng thí nghiệm giám sát ô nhiễm thuộc Trung tâm Khoa học và Môi trường, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ, còn cho thấy trong thành phần các loại kem dưỡng làm trắng có chứa đến 71% là thủy ngân. Đây là một chất độc bởi chúng có thể làm lỏng thận, gây phát ban, rối loạn sắc tố da và để lại sẹo. Nó cũng có thể gây ra lo âu, trầm cảm, rối loạn tâm thần và thần kinh ngoại biên. Ngoài ra, trong hầu hết các mỹ phẩm hiện nay còn có chứa paraben. Đây là chất được tìm thấy trong các khối u ác tính ở ngực và trong mẫu nước tiểu. Hợp chất này thường được sử dụng để bảo quản, khử mùi và tẩy trùng. Điều khiến chúng trở nên độc hại chính là do chúng được hấp thu vào trong cơ thể con người và xâm nhập vào các mao mạch. Paraben cũng nguy hiểm bởi chúng rất giống estrogen và khó phát hiện khi nhầm lẫn trong các tế bào. Do cơ thể coi paraben giống như estrogen nên dẫn đến hiện tượng dậy thì sớm ở các bé gái. Nên làm trắng da bằng các chất tẩy thiên nhiên. Vậy có cách nào để làm trắng da mà không cần dùng đến mỹ phẩm hay không? Theo các chuyên gia, làn da ngăm cũng có thể trong hơn và sáng hơn khi dùng các chất tẩy thiên nhiên như dầu dừa, dầu ô liu, tinh dầu thiên nhiên hay muối tắm Himalaya. Những sản phẩm làm trắng này chứa các thành phần nhiều dưỡng chất có lợi sẽ thẩm thấu vào bên trong bề mặt da, làm giảm đi những hắc sắc tố khiến da sạm do lão hóa hay do môi trường tác động vào, đồng thời ngăn ngừa không cho những sắc tố này sản sinh lên. Hơn nữa, mỹ phẩm thiên nhiên rất an toàn cho da, nhất là với da mẫn cảm, vì chúng đều được sản xuất bằng cách chưng cất từ cây cọ, hoàn toàn không chứa chất bảo quản, chất tạo màu hay hương liệu. Tuy nhiên, các mỹ phẩm chiết xuất tự nhiên thường không có tác dụng nhanh chóng như mong muốn, nhưng nếu kiên trì sử dụng, da bạn sẽ cải thiện và có tác dụng trong một thời gian dài. Điều tối quan trọng là luôn phải bảo vệ da bằng sản phẩm chống nắng phù hợp. Để giữ da sâu, tẩy tế bào chết, cần tránh nắng tối đa, đặc biệt là khoảng từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều khi đi ra nắng, cần đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, đội mũ, đeo kính mát hay mang găng tay, đồng thời nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15 trở lên, bôi hơn 20 phút trước khi ra nắng và ăn các loại trái cây có chứa nhiều vitamin A, E và C như cam, cà chua, cà rốt, táo. Liên hệ Viu Mỹ mua sản phẩm làm trắng da từ thiên nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các sản phẩm làm trắng da của cá nhân và spa. Công ty Viu Mỹ đang cung cấp dòng sản phẩm làm trắng da thuần khiết từ thiên nhiên vô cùng phong phú và đa dạng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi và đặt mua, bạn sẽ được tư vấn cung cấp những sản phẩm làm trắng da chất lượng, giá cả tốt nhất thị trường. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ công ty Viu Mỹ, nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm chuyên ngành spa, điện thoại 08 6299 1166 hoặc 38 444 144, hotline 0908 603 189.
Chi nhánh 1, 38 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2, 362 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website: www.vienmỹ.vn. Email: info@vienmỹ.vn.